Hello cả nhà nha, bữa nay mình mua được mấy cúc về mình khì nước dừa cả nhà ăn cùng với mình nha cả nhà. Giờ mình ốp gia vị, ốp cúc nha cả nhà. Rất mượn luôn rồi. Trái được rồi. Trái rất ngọt rồi. Trái dừa á. Ừ. Trái dừa. Trái này nha. Mình chút mình đổ vô cúc nha. Giờ đổ dầu vô cho nóng cả nhà. Giờ xong nóng rồi xong mình chiên sơ ra. Phi tỏi lên nha cả nhà. Đổi cho này đã, quốc này mình nhậu về xị ly u đế gì chịu nổi trời. Ông đu. Bực. Giờ bỏ cúc vô chiên nha cả nhà. Ủ đã uống mì. Mình cúc xiên dài tới nách. Dạ quá, thấy rồi. Chưa chân mà thấy mùi thơm nó thật lên quá. Có vỏ như có vỏ vậy mà né. Bốn con vừa cháo luôn. Bốn con vừa cháo rồi. Để còn con này chút chi sau đi. Ừ. Hấp dẫn cả nhà. Quá trời thơm rồi cả nhà. Bò này, này là bò là bén lắm nha. Này mình nhậu cái. Còn lấy chút cho tôi tự xử kìa. Trời ơi. Nói với nhà nhậu cái đó. Chung chung coi này. Trở bời chứ. Đó, trở bời nha cả nhà. Đó, đó, đó. Thì mình đổ nước sốt vô, còn miếng nước sốt rồi đổ ra hết nữa nha.
Ồ trời ơi thương đĩa đá. Đó. Quá trời. Sướng. Giờ mình đổ nước dừa vô nha cả nhà. Nước chảy luôn. Thầy nó nhậu chứ ăn cơm thì nó nói trời. Thứ nào chịu nổi. Thứ bảy chủ nhật thứ chịu nổi thôi. Nước để cho nó kẹo luôn, kẹo sát sắc luôn. Chín bài. Dạ không, cả nhà. Giờ chín rồi nha cả nhà, gấp ra nha cả nhà. Ừ nó giờ bự đó. Đã quá. Sống đó là đó là mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Xé cái đùi cho nha. Dạ không cả nhà. Ăn phải vậy. Quất. Quá trời ngon. Mình ở nhà ăn con cúc nè. Ngon không? Ngon không? Thấy coi nha, nguyên nguyên cái ức. Mà nó thề nước dừa nó ngon ngon phải không? Nước dừa ngọt. Ừ, nước dừa ngọt. Thơm, nước dừa. Ừ. Miếng salad. Ừ,
Cứ là chịu nổi. Có nguyên con nữa, để nguyên con cứ kêu hơn giờ mặn mặn em kêu mặn sẵn. Khìa nãy kẹo xuống ha, cái nước khìa nó thịt cò nó ngon hơn thịt cảnh ta. Cò nó dai hơn. Dai hơn. Cò nó dai hơn. Bữa nào đi bẫy cò. Bữa nào đi bẫy cò. Mà đồng cò mùa này nhóc. Mùa này nhóc. Nhóc mới xích ra. Rồi cò bay. Con chú ăn cá. Bén là nửa chén nữa. Yeah.
cây nè. Chấm chấm gì nè. Kìa nè, có nước súp nữa. Ừ. Nước súp ngon. Chấm ngon, chấm dèo. Xế mà ăn, cái ngọt. Nè, hấp dẫn không? Cái đùi. Xương mềm. Nó tại nãy mình có chiên sơ qua đó. Không giòn. Mình chiên sơ qua nó đổ nước vừa vô. Kìa. Trưa này ngay buổi trưa ăn mát không? Quê mà không vẫn thử lẫn lẫn đâu phải như Sài Gòn á, Sài Gòn xô bồ á, cuộc sống dưới quê lúc nào nó cũng nhàn, chỉ là sống chậm lại.